漫天飞舞，我在踌躇该不该停下脚步，怕你义无反顾爱得太辛苦，从来不给自己留一点退路。我不怕辛苦，只怕留不住你掌心残留的温度。如果天要我背负一辈子的孤独，我只想Văn Hùng à, để khẳng định người đó không phải là Thiên Tứ. Hắn nói cái đồng hồ không phải là của hắn. Vậy phải làm sao? Như vậy chứng minh Thiên Tứ thật sự đã bị Ba Thiên giết chết rồi. Nếu như Cao Gia không có Thiên Tứ, vậy thì Cao Gia không còn gì nữa. Ý của tỷ là bây giờ nó không còn nhớ cái gì cả. Không cần biết nó phải hay không, cũng làm cho nó cảm thấy phải. Nè, tỷ có cách tốt hay sao? Như vậy, để ra ngoài kiếm một họa sư về đây, lén lén nhìn nó, kêu ổng vẽ ra bức họa, nhưng nhớ kỹ, nhất định phải nhanh, có hiểu không? Dạ. Tôi là ai? Thiên Tứ à, con làm gì đó? Tôi đã có nói với bà, tôi không phải là Cao Thiên Tú. Cái đồng hồ trong túi đó là của người ta cho. À, dì đã nhìn lầm cái đồng hồ túi đó, không phải cho con tặng con. Vậy tôi càng không phải là Cao Thiên Tứ. Ai nói con không phải là Thiên Tứ? Con coi cái đó là cái gì, hãy khiêng vô đây. Dạ. Hãy để nó xuống. Hả? Người này có phải là tôi không? Bức họa này con ở nước ngoài đã gửi về tặng cha con, cho nên ở ngoài bến tàu vừa nhìn thấy con vì đã nhận ra ngay. Nhưng tôi thật không có nhớ gì hết. Có phải là con đã bị thương hay không? Tôi không biết, tôi thật tình không nghĩ ra được gì hết. Thiên Tứ, con đừng có hoài nghi thân phận con. Lúc cha con còn sống, ông rất là nhớ nhung con. Ông ấy đưa con ra nước ngoài là vì ở bên cạnh con có rất nhiều người xấu, ông sợ con sẽ bị hại. Bây giờ ông không còn ở đây, thủ hạ của ông Hồng Bá Thiên độc lạm đại quyền. Nếu con không chịu ra mặt thì Cao Gia thì không còn hy vọng đâu. Nhưng mà tôi... Con nhớ lúc con còn nhỏ, con đã bị thương rất là nghiêm trọng. Chỉ có đại phu ở trong trại kẻ địch mới có thể chữa trị cho con lành bệnh được. Cha con vì cứu con, không nghĩ tới sự cản trở của mọi người, một mình đã tới trại địch, rốt cuộc phải chịu vài phát súng. Xém chút lỏng bị mất mạng, nhưng mà cũng đưa đại phu về đây. Dì nương biết, chuyện này cũng là chuyện qua rồi, con nhất định sẽ không nhớ cái gì nữa. Nhưng mà không có sao, hãy ráng ngủ cho sớm. Dì nương trở ra ngoài, cho dù đi hay ở,
Ta cũng tôn trọng quyết định của con. Những lời của bà nói đều là sự thật. Di nương tin tưởng con sẽ biết phán đoán. Con cảm thấy ở đây ra sao? Cũng thường thôi. Trước kia ở đây là một cái ao lớn. Cha con muốn cho lão bá tánh có nơi để sinh sống, cho nên kêu người lấp chỗ này lại, trở thành một con đường. Ông thì là người tốt. Rất tiếc người tốt không được sống lâu. Thế nào, Di nương dẫn con đi nãy giờ, có nhớ lại chuyện gì hay không? Nè, xảy ra chuyện lớn kìa. Chuyện gì? Hắn chính là Hồng Bá Thiên mà ta nói với con đó. Kìa hắn đi. Dạ. Bà lên. Hắn đi bà lên. Dạ. Dạ. Bà lên. Dạ. 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 Bà lên. Dạ. 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 Ai có thể ngăn cản? Con. Tôi. Tam phu nhân đúng là một nữ trung hào kiệt. Thẩm huynh cưới được một hiền thê như bà, thiệt không muốn phát tài. Cũng khó đó. Nữ anh hùng thì không dám nhận. Hy vọng Tần Ngũ gia chừa một con đường sống, cho một miếng cơm để ăn. Thẩm gia nhất định rất cảm ơn. Không thành vấn đề. Gia cứ yên tâm, tôi nhất định đem bảo hòa đường phát dương quảng đại, hơn nữa còn làm càng xuất sắc hơn thẩm gia của các người. Vậy Tâm Hòa, người bà có thể dẫn đi, nhưng mà nếu chừng nào nó muốn trở về thì tôi không thể ngăn cản được. Hả? Về điểm này ông cứ việc yên tâm, tuyệt đối không đồng quấy tới ông. Người đâu? Thả người. Tâm Hòa, có không sao chứ? Quỳnh hãy dẫn cô về trước. Đi. Tần Ngũ gia, tôi xin cáo từ. Được, từ từ đi, không tiễn. Bảo hòa đường không còn nữa, sau này cô tính thế nào? Tôi đã tính qua chi xuất của gia đình, tất cả căn nhà và ruộng đất, muốn duy trì một thời gian không sao, nhưng sau này không thể dùng ao hoàng giống như trước kia, mọi việc phải tiết kiệm, sau này mới nghĩ cách. Thật khổ cho cô. Tôi là tước phụ của thẩm gia, là trách nhiệm của tôi. Tôi rất lo cho Tâm Hòa. Coi cổ kìa, cổ quá tiều tụy, tới giờ vẫn chưa nói câu nào. Có phải bị đả kích lớn hay không? Chút nữa ta sẽ kiếm đại phu coi cho cổ. Nè, Tâm Hòa, cô thế nào? Tâm Hòa, cô có sao hay không? Tâm Hòa, thế nào hả? Tôi không được, phải đưa cô đi qua đại phu rồi. Tâm Hòa, bôn ba cả ngày, cô về trước đi. Để ta dẫn cổ đi coi đại phu. Không được, tôi không thấy yên tâm. Sức khỏe của cô cũng không tốt, thẩm gia còn nhiều chuyện chờ cô làm. Cứ giao Tâm Hòa cho ta, yên tâm, đi mau. Tâm Hòa, cẩn thận. Nè, cô chịu. Nhẫn lên. Từ từ, cẩn thận. Tâm Hòa.
Không phải tôi không có tình cảm, nhưng hoàn cảnh của bây giờ không có cách nào có thể duy trì chi suất quá lớn. Thay vì các dì ở lại Thẩm gia thì hãy ra ngoài kiếm công việc làm khác, không chừng sẽ có tương lai. Quản thúc thúc, à, phát tiền cho họ. Được. Tam phu nhân, xin đừng có đuổi con đi, con sẽ phụng sự cho bà thật là chu đáo. Tôi biết gia đình con khó khăn, đáng lẽ cũng định giữ con lại, nhưng đối với các kỳ khác sẽ không công bằng. Tôi không muốn họ không được vui, có hiểu không? Chuyện gì? Thưa mẹ. Lão phu nhân. Lão phu nhân. Lão phu nhân, sau này nô tỳ không thể phụng sự cho bà được nữa. Đứng lên, mau đứng dậy. La Nghiên. Thưa mẹ, tuy người trong gia đình đã ít, nhưng chi suất vẫn còn nhiều. Con muốn thả hồi về để tiết kiệm lại một ít tiền. Mẹ biết con muốn tiết kiệm, nhưng mà không cần đuổi hết một lượt nhiều như vậy. Thưa mẹ, người đông lãng phí, hơn nữa con còn trẻ, không muốn chuyện gì con phải bắt người ta phụng sự. Xin mẹ cho con được toại. Con làm việc có lý lẽ riêng của con, nhưng những người hầu này ở Thẩm gia của chúng ta không phải một hai năm đâu. Không dùng họ cũng được, nhưng đừng có đối với họ quá tệ. Dạ biết thưa mẹ. Quản thúc thúc, hãy phát tiền thêm cho họ. Dạ nè, qua đây tất cả qua đây. Dạ. Cảm ơn tâm phu nhân. Cảm ơn bà. Cảm ơn tâm phu nhân. Lý Mẫu, bà có phát giác sau khi mình trở về, gia đình của mình hình như có hơi quái lạ. Ý bà nói là chuyện giải tán nô tỳ. Bà không cảm thấy à? Tam phu nhân hạ tiện hạ tặng cũng là vì nghĩ cho Thẩm gia. Nếu như bà không thích, chút nữa tôi nói với cổ, tôi nghĩ cổ nhất định sẽ nghe lời. Hạ tiện thì tôi không sợ, tôi chỉ sợ Thẩm gia đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Bà nghĩ coi, mình trở về đây cả mười mấy ngày, không có chút tin tức nào của Triệu Tông. Đột nhiên Lan Yên lại giải tán người hầu, không lẽ tiệm thuốc đã có chuyện? Không có đâu, mấy hôm trước tôi đi ngang Bảo Hòa đường, khách vẫn rất đông. Có rất nhiều chuyện bề ngoài nhìn không ra. Triệu Tông, xin lỗi, thiếp không giữ được Bảo Hòa đường, thiếp không thể giữ được gia nghiệp của Thẩm gia, xin lỗi. Đó là tôi, có lão phu nhân đến thăm. Dạ tế liền. Thưa mẹ, sao mẹ qua đây? Từ từ, nhớ con tới thăm con. Mời mẹ ngồi. Lan Yên, Triều Tông đi vô hàng cả mười mấy ngày, nó có nói chừng nào về không? Anh nói lần này là lần đầu anh lên kinh thành, gặp được rất nhiều thương gia về thuốc. Anh muốn theo họ học cách làm ăn của họ. Một thời gian sau anh sẽ trở về. Vậy thì mẹ yên lòng. Lý Mẫu. Dạ. Thì mẹ, cái này là lúc mẹ còn trẻ để giành được, nếu tính lại là một con số không nhỏ. Mẹ đã suy nghĩ, tuổi mẹ đã lớn, giữ mấy thứ này lại cũng vô dụng, nên mẹ cố tình đem tới cho con.
Con coi, con lấy đeo cũng được, hay đem đi làm ăn để xoay sở cũng được. Mẹ chỉ mong có thể giúp được cho hai con. Thưa mẹ, đừng có từ chối nữa. Đây là chút lòng của mẹ, người một gia đình phải cùng hoạn nạn với nhau. Thưa mẹ, nhất định là mẹ đã hiểu lầm. Con giải tán người hầu là vì ở trong gia đình chỉ còn lại có con với mẹ thôi. Nếu mà Triệu Tâm về thì cũng chỉ có ba người, có Quảng Thúc và Lý Mậu cũng đã đủ dùng. Trong gia đình có cả đám người, không có việc gì làm, nhưng mà tiền thì vẫn phải xài rất nhiều, còn thấy quá lãng phí. Cho nên thưa mẹ, nếu mẹ không thích, ngày mai con sẽ kêu họ trở về đây. Mẹ cũng không có gì thích hay là không thích. Mẹ đã già, bây giờ là thiên hạ của tuổi trẻ các con. Phải cai quản gia đình này thế nào con quyết định. Còn về số nữ trang này, thưa mẹ, mẹ cứ đem về, nếu con thấy cần con sẽ lên tiếng đòi mẹ. Thiệt hả? Thôi được, vậy mẹ thấy yên tâm, mẹ về ngủ, con cũng ngủ sớm, đừng có quá cực khổ. Mẹ ngủ sớm. Cài thuốc á thì khó cài lắm, nhất định phải khống chế tâm tình của cổ. Nhớ kỹ, đừng để cổ hút nữa, nếu như không thần tiền cũng cứu cổ không nổi. Cảm ơn đại phu. Không có tôi gì. Hiểu rồi. Được, nè mời. Hỉ Lan Yên. Lan Dân. Lan Yên, ta đưa đại phu về chứ, cô có chừng tâm hoài giùm ta. Được. Đại phu mời. Tâm Hòa, tôi đã mua nhiều đồ ăn mà cô thích ăn tới cho cô. Tâm Hòa, tại sao lại như vậy? Lan Nghiên, ai chói cô? Tay của tôi đau quá. Lan Nghiên, tay của tôi đau quá. Cô tháo ra giùm tôi đi. Lan Nghiên, tôi vẫn xin cô. Lãnh đề ca, Lãnh đề ca sợ tôi đau khổ nên mới trói tôi lại như vậy. Nhưng mà anh trói tôi lại tôi càng đau khổ hơn. Tôi vẫn xin cô hãy tháo ra giùm tôi. Lan Nghiên, mình là tiếng muội với nhau, cô cũng không muốn nhìn thấy tôi đau khổ như vậy, có phải không Lan Yên? Được. Nè Tâm Hòa. Tâm Hòa. Nè Tâm Hòa, cô làm gì? Lãnh đại ca, tôi thì khó chịu, tôi van xin cho tôi hít một miếng đi. Lãnh đại ca, làm ơn. Không được. Làm ơn đi. Cô nghe tôi nói. Nè, ráng nhịn. Tâm Hòa, ráng nhịn. Lãnh đại ca, ráng nhịn. Lãnh đại ca, van sẽ không sao. Nếu như hút á phiện và cắn tay của ta, ta thà để cổ cắn tay của ta. Á phiện? Sao Tâm Hòa tới nông nỗi này? Thiệt dễ sợ quá. Nhất định là trước khi Tần Ngũ Gia thả cô về đã cho cậu hút á phiện, khiến cho bây giờ cậu đã nghiện. Tên Tần Ngũ Gia này thì là đáng chết. Không sao, chỉ cần người của cậu trở về là được. Tôi thấy lo lắng, sợ cô chịu không nổi. Cô yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ giúp cổ. Ta nhất định giúp cổ cai nghiện. Quan Thúc Thúc. Ây à, lão phu nhân. Lão phu nhân, sao bà tới đây? Tôi tới thăm Lan Yên. Nó đâu? Cô ra ngoài quay hàng, một lát nữa trở về. Thuốc dưỡng nhan của tôi đã uống hết, bây giờ tôi tới đây, tôi muốn lấy vài ba viên đem về. Chuyện gì? Tôi lập tức lấy cho bà. Lấy cho bà ngay.
Lão phu nhân, thuốc của bà nè. Ừ. Thôi tôi về trước, không chờ nữa. À, lão phu nhân từ từ đi. Ê, nè, đứng lại, chờ một lát. Quản thúc, có phải càng ngày càng hồ đồ hay không? Khách lấy thuốc, tại sao không lấy tiền? Lát nữa tôi sẽ trả. Nói vậy là ý gì? Tôi lấy thuốc của nhà tôi cũng phải trả tiền à? Cái gì? Thuốc của nhà bà? Tôi hiểu rồi. Có nhiều chuyện chắc có lẽ Thẩm lão thái chưa có biết. Ông là ai? Tôi là Tần Hoài, chủ nhân mới của tiệm thuốc này. Ông nói bậy. Chính con trai của bà đã hứa hẹn với tôi và chính nhạc nữ của bà chấp hành. Nếu bà không tin thì mời trưởng lão của bổn tộc ra đây chứng thực đi. Có phải thiệt không? Quang đường. Lão phu nhân, lát nữa tam phu nhân về đây, bình tĩnh nói chuyện với cổ, đừng nên nóng nảy quá. Thưa mẹ, Hoàng Thúc Thúc, Lý Mẫu, đã xảy ra chuyện gì? Quỳ xuống. Thưa mẹ, còn mặt mũi kêu tôi bằng mẹ? Uổng xưa nay tôi tin tưởng cô, trao hết gia đình cho cô, cô quả nhiên đem bảo hòa đường bán ra. Cô thiệt tán tận lương tâm. À, hôm nay lão phu nhân ra bảo hòa đường lấy thuốc, vừa đúng lúc gặp Tần Ngũ Gia. Mai là hôm nay tôi ra ngoài, nếu tôi không ra ngoài, cô định giấu tôi tới chừng nào? Dạ Lan Yên biết lỗi, xin mẹ cứ dạy bảo. Cô biết sai là được. Hôm nay Triệu Tâm không có ở đây, cô sẽ thay nó dạy thầy tử không nên thân này. Ây dạ, lão phu nhân, lão à, nhân. Bà đừng có quá đừng có đánh chứ. Cổ lão phu nhân à, à. Đừng, đừng cản tôi cổ. Đánh nó là muốn nó tốt. Nếu Triệu Tâm có ở đây sẽ kêu nó giết thơ thôi thầy tử. Ôi dạ, lão phu nhân không thể đánh được. Tam phu nhân hết sức rồi, do đại thiếu gia thiếu nợ của Tâm Hoài. Bây giờ đại thiếu gia không thể trả được nữa, không thể giải quyết được. Là tiệm đó. Nói không được nói. Lúc đại thiếu gia đi vô hàng, bị rớt xuống dưới núi, luôn cả người lẫn xe. Rớt xuống núi? Có phải thiệt không? Phải. Không thể nào, không thể nào. Ông gì con nó mà muốn gạt tôi? Ông muốn gạt tôi phải không? Lão phu nhân, không phải là thiệt. Lão phu nhân à, không phải là sự thật. Không phải đâu. Lão phu nhân, không phải là thiệt. Lão phu nhân à. Triệu Tông, thank you.
lúc Triệu Tông còn nhỏ thường hay thấy mẹ múa, cho nên nó kêu cha nó cất cái vũ đài cho mẹ, kêu mẹ múa cho nó coi. Lúc đó nó chỉ mới có 5 tuổi. Thưa mẹ, xin lỗi mẹ, là con không tốt. Mẹ biết con là người con gái hiền lương, chuyện của Bảo Hòa Đường không thể trách con. Mẹ cũng biết con giấu mẹ là không muốn mẹ đau lòng. Trên đời không có bức tường nào mà không thông gió, sớm muộn mẹ cũng sẽ biết. Nhưng mà mẹ đã mất đi Triệu Tâm. Con đã có nói với Quảng Thúc Thúc, ngày mai chúng ta sẽ cử hành tang lễ cho ảnh. Không cần. Theo quy luật ở trong tộc, nếu tuyệt hậu sẽ tịch thu tài sản. Tới chừng đó để người ngoài quản lý Thẩm gia, mẹ thì không yên lòng. Ý của mẹ là Triều Tâm đi vô hàng, có thể nửa năm, một năm cũng chưa về, chúng ta vẫn sống như xưa. Sau này mình hãy tới chỗ khác kiếm một người con trai nhận nuôi, vậy sẽ giải quyết hết. Mẹ có quyết định. Con đừng có nghĩ là mẹ ích kỷ, tham lam tài sản của Thẩm gia. Mẹ thì khi vọng có một ngày nào đó Triệu Tâm trở về, trong trận động đất được tai qua nạn khỏi, vụ án của Lục Đại Hữu cũng được thông qua, mẹ rất hy vọng lần này thì có kỳ tích. Thưa mẹ, hai mẹ con mình cùng nhau cầu phước cho ảnh. Tức phụ tốt. Dạ được, mình hãy thành tâm cầu phước cho Triệu Tâm.
这嘿Hồng Tư Lệnh, sao cứ hứng thú tới đây câu cá vậy? Đúng vậy. Nếu như nghe cái tên nhóc con lông măng chưa có mọc đủ để chỉ huy hả? Hay là đi câu cá thì còn vui hơn. Hồng Tư Lệnh, tôi hiểu ông đang nói gì. Chỉ cần một câu nói của ông, chúng tôi sẽ lập tức đi giết tên nhóc đó. Chúng tôi nghe sự lãnh đạo của ông. Không được. Tôi không muốn để cho người ta nghĩ tôi mưu quyền đoạt gì. Từ cổ đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ. Tôi không muốn mang tiếng thúi ngàn năm. Còn nữa, trong quân đội của chúng ta có rất nhiều thủ hạ của Cao lão đầu. Lỡ xảy ra chiến tranh, kẻ có lại là kẻ thứ ba. Có hiểu chưa? Vậy phải làm thế nào? Thiệt tình là gấp quá đi. Có gì mà gấp chứ? Không cần làm cái gì hết. Ở đây cầu cá với tôi. Hả? Chúng tôi không hiểu. Các người nghĩ coi, tôi bây giờ không đi họp thường lệ, nếu có chuyện gì quan trọng chỉ mà giải quyết đây. Chuyện làm ăn khó khăn trong tay của họ không thể giải quyết được thì sớm muộn cũng kiếm tới tôi thôi. Hồng Bá Thiên này tuy không phải là kẻ thông minh gì hết, nhưng đối phó với một người đàn bà và một tên nhóc con, tôi vẫn còn đủ sức. Cá mắc câu kìa. Mắc câu rồi. Tư lệnh, con cá thì là lớn. Ôi dạ, coi kìa. Coi kìa, con cá thiệt lớn quá đi. Khá lắm, có tiến bộ. Nhi nương, đưa cười con. Công phu quơ quèo này của con chưa có đủ cách biểu diễn trước mặt của người ta. Đừng nên nói như vậy. Bây giờ Cao gia hy vọng vào con hết, cần phải có lòng tin với mình, có biết không? Ừ. Thử nữa đi. Đại tỷ, lần này trường hợp như thường lệ, lần đầu tiên Thiên Tứ tụ họp mọi người, đừng có tới trễ. Thiên Tứ, con hãy nhớ kỹ, cần phải bình tĩnh, đối với mình có lòng tin là được rồi. Ừ. Đi đi. Nghiêm. Người đâu? Cần phải họp mà, đi đâu hết rồi hả? Quế thị không có ai tới hết. Không tới là sao họp được, đi kêu mau. Dạ kêu rồi, nhưng tư lệnh và các đương gia nói có chuyện không thể đi khỏi. Cái gì mà có chuyện không thể đi khỏi? Rõ ràng là họ muốn chống đối lại với mình. Nhi nương, vậy bây giờ mình phải làm thế nào? Không sao đâu, con cứ tiếp tục đi tập bắn, những chuyện khác không cần lo. Ừ. Muốn liên thủ cùng nhau đối phó chúng ta phải không? Được. Ta phải coi trận chiến này ai sống ai chết.
thiệt là thoải mái. Hôm nay tài nghệ khá hơn trước nhiều lắm. Đương nhiên, trước kia lúc tôi còn ở trong cung, lão Phật gia thích hai bàn tay này của tôi nhất. Chị Quế, chuyện gì? Tôi xoa bóp không được thoải mái. Không phải. Đâu có dám làm phiền đại gia chứ. Tôi là cái gì chứ? Tôi cũng là đàn bà. Đàn bà phụng sự cho đàn ông, đó là chuyện đương nhiên. Nếu không có đàn ông để phụng sự, như vậy mới kêu là địa ngục. Thật ra xưa nay tôi rất là thưởng thức ông. Tôi cảm thấy ông là một anh hùng. Anh hùng cái thớ gì? Không có đất dụng võ thì cũng giống như là phế nhân. Vậy sau này có khu vực càng lớn hơn nữa cũng chơi đâu có lại ông. Danh bất chánh, ngôn bất thuận. Cần danh chánh ngôn thuận để làm gì? Có thực quyền mới là quan trọng nhất. Ông có nghe qua câu chuyện của Hoàng Thái Hậu Hiếu Trang và Đa Nhĩ Cổn hay không? Ý của bà là kêu tôi làm Đa Nhĩ Cổn? Thứ nhất là có thể được rất nhiều tiếng tăm. Thứ hai nữa là có thể hiếp thiên tử, ra lệnh chư hầu. Nhưng mà Đa Nhĩ Cổn không có hậu quả tốt. Hậu quả của ông sẽ rất tốt. Bởi vì thiên tử không phải là con ruột của tôi, nó đối với tôi không có quan trọng gì lắm. Vậy tại sao chọn tôi? Bởi vì tôi là đàn bà, tôi cần có nơi nương tựa. Tôi là chỗ nương tựa của bà hay sao? Đương nhiên. Tâm Hòa, Tâm Hòa, muội phải kiên trì, muội phải kiên trì, chờ cái được căn thuốc. Huynh dẫn muội đi coi hoa đào. Hoa đào đẹp lắm, đẹp lắm. Lãnh đại ca, thì xin lỗi, là muội không tốt liên lụy tới huynh. Muội không nên sống tới thế gian này, càng không nên khiến cho huynh bị khốn khổ. Muội phải đi. Huynh hãy tự bảo trọng. Muội muốn làm gì đây? Muội muốn làm gì?
Muội không thể liên lụy tới huynh được nữa. Hãy để cho muội chết đi. Hãy để cho muội chết đi. Để cho muội chết. Muội nói cái gì? Chết là một chuyện rất dễ, muốn sống mới là khó càng hơn khó. Hãy nhìn huynh, huynh vì muội có thể không ăn không uống, không rời xa muội nửa bước, chính là gì? Muốn giúp cho muội cai dứt cơn nghiện. Nhưng muội thì muốn chết. Mấy ngày nay huynh cố gắng, còn muội thì buông tay. Nếu như muội muốn buông tay thì không ai có thể giúp cho muội được đâu. Nếu như muội chết đi thì những gì huynh làm cho muội có giá trị gì? Muội nói đi, còn giá trị gì? Vậy muội phải làm sao? Muội phải làm thế nào, làm sao để Tâm Hòa? Nghe lãnh đại ca nói, muội hãy cai thuốc, chúng ta cùng nhau cố gắng, chịu không? Chịu. Lãnh đại ca, muội đói bụng rồi, huynh nấu đồ cho muội ăn. Hả? Tâm Hòa, Tâm Hòa, bình tĩnh, bình tĩnh, đừng sợ, đừng sợ, bình tĩnh, bình tĩnh. Đừng sợ, bình tĩnh, đừng sợ. Nhà cô coi bông đẹp chưa? Tâm Hòa, gần đây sắc mặt của cô đã tốt lại rất nhiều, thiệt là được hồi phục quá nhanh. Gần đây cơn nghiện bộc phát càng ngày càng ít. Lãnh đại ca nói khoảng mười mấy ngày sau thì sẽ được hoàn toàn cai dứt. Lần này Văn đại ca thiệt là quá cực khổ, chừng nào có khỏe lại phải đền ơn cho ảnh. Tôi không nói với cô nữa, tôi đi coi bông. Gần đây sắc mặt của cô không được tốt, cài lên đó qua này con người sẽ tỉnh táo hơn nhiều. Được, tôi mua đó này. Ê, cô là Tâm Hòa cô nương mà. Tôi còn tưởng cô tới phủ của tôi kiếm tôi nữa chứ. Thật không ngờ bao nhiêu ngày nay mà cô cũng chịu nổi ha. Chỉ là á phiện thôi, bốn cô nương đã cai dứt rồi. Cai đứt rồi? Không thể nào đâu. Á phiện tốt như vậy khiến cho người vui vẻ quên mình, ngửi một hơi thôi con người cũng bay bổng như tiên. Tâm Hòa, hạng người này chúng ta không có gì để nói. Đi đi. Chờ tôi một lát. Hả? Chuyện gì đây? Cô, ông nghe đây, không phải ai có bị ông khống chế dễ như vậy đâu. Bốn cô nương không có gì giỏi, chỉ biết nhịn thôi. Cô, mình đi. Ngươi có cái gì mà hay ho chứ? Nhờ thẩm gia chống lưng cho ngươi thôi. Thẩm gia là cái thứ gì? Con Phượng Hoàng bị trụng lông thì ra gân không bằng. Sớm muộn sẽ có một ngày mày sẽ ngoan ngoãn tới cầu xin tao.